Em xin chào các bác ạ. Được ăn học ngành công nghệ thông tin nhưng mà lại rất đam mê điện mặt trời các bạn. Chính vì vậy nên là hiện tại em vẫn đang làm hai công việc. Một là cửa hàng máy tính và một cửa hàng làm về điện mặt trời các bạn. Em theo nghề máy tính đến nay là 12 năm rồi các bạn. Cửa hàng em thì chuyên cung cấp linh kiện máy tính các bạn nhé. Chủ yếu là bên em làm linh kiện máy tính cũ các bạn. Hàng mới bên em cũng có làm nhưng mà em mạnh về linh kiện cũ, giá bao tốt luôn các bạn. Đây là những cái cây bên em vừa mới ráp cho khách, cây văn phòng rồi các bạn. Bên em chuyên làm những cái bộ máy tính cho văn phòng, game hoặc là đồ họa, kể cả những cây server các bạn nhé. Đây là những chiếc màn hình máy tính đã qua sử dụng các bạn. Màn văn phòng, màn game, đồ họa bên em có sẵn các bác nhé. Bên em đầy đủ các loại màn, từ màn 19 tới màn 32 inch các bạn. Đấy, linh kiện bên em có sẵn. Main chip, RAM, cạc hình, đầy đủ các bạn. Từ đồ mới đến đồ cũ các bác nhé, bên em đều có sẵn. Đấy, giá thì bao tốt luôn các bạn. Màn hình rất là nhiều các bác nhé. Hiện tại thì bên em vẫn đang có hai cửa hàng, một cửa hàng kinh doanh về máy tính và một cửa hàng kinh doanh về điện mặt trời các bạn. Màn hình máy tính các bác ơi. Màn nhỏ nhất là màn 19 các bác nhé. Bên em thì chuyên về linh kiện máy tính cũ các bạn. Linh kiện máy tính bên em đầy đủ từ A tới Z các bạn. Các bác đang cần cái linh kiện nào thì có thể kết bạn Zalo với em theo số điện thoại là 0355 066 009 để em gửi hình ảnh, thông tin và báo giá các bác ạ. Đây là hai bộ máy tính bên em vừa mới dựng xong. Hai bộ máy tính văn phòng cho khách hàng các bạn. Đây, còn đây là những cái lô các hình, các đồ họa. Linh kiện máy tính cũ bên em giá rất là tốt các bạn và sẵn số lượng rất là nhiều. Các bác quan tâm thì có thể kết bạn Zalo để anh em có thể trao đổi các bạn. Đầy đủ từ A tới Z luôn các bác nhé. Đây là hai chiếc màn đeo theo hai cái bộ văn phòng các bạn. Bên em đang đóng gói để chuẩn bị bàn giao cho khách. Và bên em cũng thế mạnh màn hình các bạn. Màn hình bên em rất là nhiều luôn. Đủ các thương hiệu. Nhưng mà chủ yếu bên em làm màn đeo là nhiều các bạn. Đeo bên em có từ 19 tới 24 inch. Hiện tại là tới 24 inch các bạn. Còn sắp tới bên em đang về một lô P2719 màn 27. Màn máy tính bên em làm nhỏ nhất là 19 inch các bạn và lớn nhất là 32 inch. Bên em dựng cả những cây server các bác nhé. Cây server, cây game, đồ họa bên em đều làm các bạn.